FM. 쿠 cùng thì anh đã nhận ra rằng anh đã sai lầm khi làm tất cả mọi việc đó vì em. Em gặp anh sẽ lại không chào, em thường ăn cơm hay là ăn cháo, anh đây nghe thấy em cấm gào, lần sau gặp anh thì nhớ chào. À con điên mày yêu tao sao mày cứ thích chê mày ăn đau mơ, hay là mày thích ăn đau mơ. Yeah. Từ khi xưa tao không yêu mày, thì giờ bây giờ mày cũng trở thành một con đào. Để tao không lầm lỡ yêu mày, thì giờ mày cũng đang ở mơ ước xa nào. Đi tao không ngu không yêu mày thì giờ mày sống làm sao? Nếu như tao không ngu không yêu mày thì giờ mày đã bị bán sang Lào. Nụ sao gì? Nụ luôn gì? Ai nụ gì? Nói gì? Ai nhận gì? Sạc tay giữ nương gì? Bước đi ngay để tao phải trông thử cái mặt mày. Để tao gặp lần nữa chắc chắn là mày ăn dày. Tao đã nói là làm chứ tao không ở đâu. Nhưng mày thêm một lần nữa chắc cũng không chờ đâu. Khi mà em ra đi mang theo bao ước nguyện bây giờ cũng còn đâu. Sao không đi luôn đi, giờ còn đòi làm lại từ đầu không có đâu. Cứ thôi bước ra đi theo bất kỳ ai mà trong lòng em thích đi. Không cần phải giả vờ làm gì, cút đi và đừng nhớ chi. Anh là nhân mình em và công viên. Anh gặp em rồi em lại liên thiên. Muốn được yên thì em lại lên cơn. Em làm ơn em đi ngay vào viện. Anh giật điện và em cũng giật điện. Anh ngồi thiền và em cứ ngồi thiền. Vì tình yêu chúng ta bây giờ đã hết. Say goodbye.